CFU là đơn vị hình thành khuẩn lạc, được sử dụng để định lượng vi khuẩn trong mẫu thử nghiệm. Một CFU tạo thành một quần thể khuẩn lạc, nghĩa là rất nhiều vi sinh vật chứa trong một khuẩn lạc đó. Khi đọc kết quả một mẫu thử bằng cách đếm số lượng khuẩn lạc có trên đĩa, đơn vị thể hiện thường là CFU trên ml, CFU trên gam, CFU trên 25 gam. Đơn vị gam thường dùng cho ví dụ màu cá, thịt, rau, củ quả. Có 3 phương pháp phổ biến được sử dụng để định lượng CFU trong một mẫu là phương pháp đổ địa, phương pháp cái trang, phương pháp mạng lọc. MBM nghĩa là đếm số có xác suất lớn nhất. MBM cũng ước tính các tế bào khả thi trong một mẫu bằng cách cấy mẫu và môi trường lỏng. Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho các mẫu chứa nồng độ tế bào vi khuẩn thấp, ví dụ sữa, nước uống. Giá trị MBM được biểu thị cho 100ml thể tích. MBM dựa trên lý thuyết xác suất. MBM và CFU đều được công nhận bởi cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ và tổ chức tiêu chuẩn hoa quốc tế một mbm và một cfo có bằng nhau không câu trả lời là có cả hai đều thể hiện tương đương nhau sự khác biệt là ở phương pháp thử nghiệm cả hai đều là phép đo hợp lệ cho giới hạn vi khuẩn đối với cfo vi khuẩn phát triển trên môi trường đặc như thạch sau đó các khuẩn lạc được đếm đối với phép đo mbm các mẫu được nuôi cấy trong môi trường lỏng những lên men nhiều ống kết quả không đếm mà so sánh với bản xác suất tóm lại các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới sử dụng cả MBM và CFU thay thế cho nhau. Cả hai phép đo đều là các phương tiện được thiết lập để ước tính số lượng vi khuẩn trong một mẫu, và cả hai đều mang khoảng tin cậy 95%.